Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một số cái phôi mai rừng Ninh Thuận các bạn. Thì trong này nó có những cái phôi sống khỏe nha. Đầu tiên là một cái phôi ba thân ha, ba thân lá đọt xanh nè các bạn, đọt xanh bóng hới luôn nè, đọt xanh bóng hới luôn đó, xanh nè. Hoành cụm của nó là 39 các bạn ơi. Này nó 4 cây 2 nè, 4 cây 2 mút ruột rồi nè. Tổng chiều cao của nó thì 54 ha, 3 thân ha, hoành 39. Lỗ thép, một thân này nó bị lỗ thép nè, còn thân bên đây thì nó cũng thẹo thẹo. Nói chung là ba thân thì thân nào cũng có cái dấu vết của lỗ hết nha. Cây nó hoành 39 thôi nhưng mà nó già theo năm tháng rất là dữ các bạn. Hoành 39 ha, hoành cộng chi của nó là 39. Tổng chiều cao của nó là từ mặt bầu lên đến đầu mặt cắt trên của nó là 54 ha. Hàng này hàng bonsai nha các bạn. Để bàn Tết mình có một cái phôi để bàn như vậy, có một cây để bàn như vậy cũng rất là đẹp rồi. Hoành 39 ha. Chiều cao là nó 54. Chiều cao 54. Xuống tới mí bầu của nó là 54 ha. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 600 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Mai rừng Ninh Thuận nha. Cây sống khỏe. Tiếp theo thì mình đến với cây số 2 các bạn. NT2. Một cái phôi có hoành là 37 ha. Hoành 37. Hoành cổ đế là 27. Cây rễ ra rễ tùm lum hết trơn rồi. Cây này thì đọt nó không có được xanh giống như cây nãy nha, hơi là đỏ hơi nhưng mà vẫn xanh. Lá thì thôi tùm hết trơn rồi. Hoành 37, chiều cao là nó 54 ha, tới mí bầu là 54. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 700 nghìn bao gồm phí vận chuyển nha. Cây một cốt các bạn. Mai rừng Ninh Thuận, hàng sống khỏe. Hoành là 37, rễ thì thôi nhú ra ta lã hết trơn rồi. Hoành 37, chiều cao 54, 700 nghìn. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Số điện thoại liên hệ quen thuộc là 0867 098 446 ha. Sắc vàng hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu cây phôi gần xa nha. Còn đo xuống dưới thì nó sẽ to hơn các bạn. 700 nghìn cho mã NT2 ha, cây sống khỏe nha anh em. Lô này 4 phôi nhưng mà có 3 phôi là sống khỏe, còn một phôi là nó cây phôi thôi chứ nó chưa có dâm ủ ha. Này là cái phôi mới về. Phôi này nó có cái hoành chỗ to nhất của nó là 30 các bạn, cây mini thôi. Còn hoành cổ đế ở dưới thì nó chắc tầm khoảng chừng 35, 25 các bạn. Chiều cao của nó thì 30, chắc cỡ đó, 30 ha. Cây nó già dữ lắm rồi. Cây này các bạn để chậu mini trên bàn nhìn rất là đẹp luôn á. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 300 ngàn ha, bao gồm phí vận chuyển nha. Già dữ dằn, già luôn các bạn. Mai rừng núi đá ha, Ninh Thuận nha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. NT3 hoành 30, chiều cao là 30. Còn hoành ở dưới eo dưới thì nó chắc tầm khoảng 25 27 vậy đó. Hoành chỗ to nhất là nó 30 các bạn. To nhất của nó là 30. Cây nhìn rất là đẹp các bạn ha. Rất là nghệ thuật. Cây này về anh em ghép hai bo là đủ chơi. Tiếp theo thì cũng là một cái em mini nữa các bạn ơi. Mini. Hoành nó 26 thôi. Hoành cổ đế là 26.
chiều cao thì nó chắc tầm khoảng 20. Cây lá cũng mướt rượt ha. Bắt đầu nhóm rễ rồi đó bạn. Cây này thì bắt đầu nhóm rễ ha. Rễ thì nhìn nó cũng khá là nhiều. Mỏ tứ diện ha. Nhỏ nhưng mà nhìn rất là duyên các bạn. Hoành 26 ha. Chiều cao khoảng 20. Coi này cũng giao lưu anh em mình với giá là 200.000. Bao gồm phí vận chuyển ha. Cây nước mầm ở trên này. Về anh em dọn ra là mình bê lên để trên bò trên chậu mình trồng luôn thôi. Hoành 26, chiều cao 20. 300.000, giá bao gồm phí vận chuyển ha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc là 0867 098 446 ha. Sắc vàng thân hành được phục vụ cô chú em chị em yêu cây phôi gần xa ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.